công an các huyện miền núi và chính quyền địa phương Quảng Ngãi đã tập trung xử lý nghiêm các thầy cúng, thầy bói, bịa chuyện mê tín dị đoan, làm gia tăng nghi kỵ hủ tục cầm đồ thuốc độc. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xuất hiện trở lại nhiều thầy cúng, thầy bói bằng nhiều thủ đoạn lừa gạt, lấy tiền của người dân trên địa bàn. Đầu năm 2014, một con bò của gia đình anh Đinh Văn Hùng ở xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi bị bệnh chết. Người dân xung quanh bàn tán cho rằng nhà anh Hùng bị người khác cầm đồ thuốc độc. Đây là hủ tục nghi kỵ tồn tại ở các huyện miền núi. Vì vậy anh Hùng mời thầy bói Đinh Thị Pên đến giải. Pên đã ra ruộng lấy một túi đồ độc là bịch ni lông bọc một số tạp vật được giấu dưới ruộng. Sau khi đưa 600.000 đồng cho Pên, anh Hùng còn tốn nhiều tiền để mời thầy cúng về giải đồ độc. Tôi phải đi vay mượn gom góp mới đủ số tiền đưa cho thầy cúng. Thầy bói giải trừ bị bỏ đồ độc, chứ không thì gia đình tôi sẽ gặp nguy hiểm. Cũng như trường hợp của anh Đinh Văn Hùng, hàng chục người ở xã Sơn Ba, Sơn Kỳ, một số xã ở huyện Ba Tơ và huyện Cam Bơ Long, tỉnh Kon Tum, khi có người thân bị bệnh chết hoặc gia súc chết thì tìm đến thầy bói, thầy cúng nhờ giải độc. Riêng Đinh Thị Pên lợi dụng sự cả tin của người dân nên bà Pên giấu một số tạp vật trong vườn nhà dân. Sau đó bịa chuyện có người cầm đồ thuốc độc hại gia đình và tự tay bà tìm lấy đồ độc là những tạp vật bà giấu trước đó. Bước đầu, công an huyện Sơn Hà xác định Pên lấy tiền của 15 người dân sau khi dựng màn kịch tìm túi đồ độc. Xưa nay là xảy ra những xích mích nội bộ, xích mích trong nhân dân, cũng từ việc mà xem bói rồi cúng quả này tin vào đồ độc của nhân dân kém hiểu biết ở những vùng sâu vùng xa. Cho này vấn đề mà hôm nay chúng ta đã đưa ra trước dân, công bố trước dân, tuyên bố trước dân mà phạt trước dân như thế này thì phải nói rằng là cái việc mà răn đe của chính quyền cũng như là của các cấp đối với những nhân dân mà thiếu hiểu biết, nhà dạ cả tin. Trước hành vi bói cúng lừa lấy tiền của người dân, đặc biệt làm tăng nghi kỵ mâu thuẫn người dân với nhau bởi hủ tục cầm đồ thuốc độc, công an huyện Sơn Hà đã đưa các đối tượng Đinh Thị Pên, Đinh Thị Tất ở xã Sơn Ba và Đinh Văn Giáo ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà ra kiểm điểm trước nhân dân xã Sơn Kỳ. Đây là ba thầy cúng, thầy bói lợi dụng sự mê tín lấy tiền của người dân và dựng chuyện cầm đồ thuốc độc gây mâu thuẫn, nghi kỵ trong nhân dân. Liên quan đến vụ việc trên, công an huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bắt buộc 20 thầy cúng, thầy bói ở xã Sơn Kỳ ký cam kết không bịa chuyện hủ tục cầm đồ thuốc độc cũng như hoạt động mê tín dị đoan khác.